Hello, xin chào cả nhà, chào mấy anh em. Chào cả nhà. Bây giờ cũng anh em mà sớm ăn cũng xong rồi, giờ uống nước trà, giờ đói bụng nữa cả nhà. Giờ mình ra mình làm cái món mới tính nấu cháo mà giờ mấy anh bàn không có nấu cháo. Nướng đi, bây giờ là mình nướng. Nướng bẹ chuối với lá dừa rồi nó. Đây thì mấy con cá của tụi em bắt hồi chiều. Rồi 2 kg rồi. Cá tầm hơn 2 kg rồi nè. Nướng hàng cá lóc vòng với con cá vục phi với con cá ép. Cá vục phi. Ăn hết không kịp ta? Hết trơn. Trường, anh thấy trường, anh thấy trường. Thì cái này là ha. Ừ, trường cá nhỏ đó là đi. Nướng 3 con ha. Nướng 3 con nữa được rồi. Rồi. Trường cá nhỏ đó là. Rồi, phi ok. Vậy thì bây giờ mổ bụng ốp bẹ chuối nướng. Bây giờ ai dội đàn đi xuống đây tôi mổ luôn. Đây. À, trời nó ngon cả nhà ơi. Nói chung là lâu lâu à, về bên cậu quay cậu một đêm mới được. Lấy cái sao gác ngang đi Thanh. Cậu 6 là em ruột của mẹ luôn nha. Cậu năm nay cũng 60 mấy rồi. Dâu của cậu 6 này không có chừng. Bây giờ mình ốp vô bẹ chuối. Này mình vẽ lại ha, mình cắt ra nè. Mình đo đo rồi bỏ con cá ép vô trước đi. Cá bự chút, cá lóc luôn. Đó. Rồi bẻ ốp lại. Khoan, làm dấu lên trước đi. Đó. Hạn gì nữa không? Thêm bẻ nữa không? Thêm bẻ lên đây. Rồi khác gì vậy? Bẻ nó đi đốt nó mấy tịch. Bẻ đằng này ốp lại nè. Rồi hả, cắt này gắp vô. Giờ mình đẩy vô. Bẻ ốp hả? Bẻ luôn. Cái này hơi cục anh. Có bẻ nhỏ nhỏ mỏng mỏng cũng được. Ừ, mỏng mỏng đó anh tính. Ừ. Kiểu này thiếu bẹ chuối à. Không cái này giờ đây nè. Ốp bẹ được rồi. Không nó cũng cháy lắm mà vậy cho nó chắc nè anh hai. Cái này giống như mình hấp luôn. Tại vì con cá nó bự quá đi. Nếu mà có dơm á thì anh có thể nướng là ok, tại vì anh để dơm là anh ngâm luôn. Cái không có hổ đâu. Nó hổ mà nhưng anh đừng ngu ra, nó còn ở trong nó cũng vẫn còn than. Củi này nó cháy. Ừ, củi này nó cháy hỏng lắm. Nè. Cá này mình được cái bầu cái bí gì ngày xưa mà nhét vô một cái này mình. Sao ăn cá lớn cái bầu nào nhét cho dừa. Bầu ngày xưa bầu mình á. À, không có dừa đó, con cá thôi, con cá thì bằng đồ gói cái bầu nào. Cái này còn đem bầu khổng lồ. Bữa nay mình chơi gì đêm luôn nghe cả nhà. Gì đêm bữa nay. Nướng cá làm hương xương với cậu. Cái lát nghĩ ông biết cậu được không nè, hai quả được chưa được anh nè, dạ lát chưa đã mình quay qua mình chơi gạo gà đi sóc không cá lóc đó mình để lại mình nướng cá ép với cá phi nè, cá phi thôi cá lóc này gà chưa chưa đem hết rồi chẳng không hết rồi nè cải đó đẹp đẹp hỏi chi được chưa chi đèn kịnh nhưng cũng đẹp đẹp đẽ. Cá ép này mà nướng ngon lắm, ngon. Như đợt có nhớ mình đi bên Đồng Tháp mình có làm con không ta? Cá ép này to lắm. Mình đợt đó mình nhớ mình có làm con hai con gì không anh tính? Con một hai. Thôi cái mẹ được rồi. Cá ép mẹ thôi. Rồi con kia nữa kìa. Thiếu bè chuối rồi. Cá này cũng bằng cỡ bên cá bình hợp ha. Còn con nữa. Ủa em nhớ hai con hay gì mà ta? Con tôi chạy dính nè. Ừ, cái chạy cái tròn thấy ghê đó, dường như là trái bồ hòn nghe nó cháu á. Vậy hơi dính cái ác bạn ghê luôn. Cái ác chim hồn cóc. À đúng rồi, cái ác cái cóc. Dài hồn dễ. Mình nói đúng đời cá được ha. Qua Tết anh em mình đi nữa nha. Giờ thì cũng hai mấy Tết rồi, anh em cũng tranh thủ về bên ngoài làm ép clip. Sáng mai bên kia nghe nó ớt dữ lắm, anh em sẽ làm một clip ớt cho cả nhà nhớ đón xem em cả nhà ơi. Tên tiếng cái gì đây ăn Tết không? Nó ập lại đó. Cá lóc bông mà nhìn giống cá lóc đồng mình quá như ta. Mình có dĩ người ta. Đâu cần dĩ đâu mà. Nướng này mà dĩ vậy. Nướng này mình thôi nó mình cũng phải lấy cá lóc ra kìa. Chơi luôn hả? Chơi luôn. Rồi chín nổi. Chín. Chín. Đâu rồi, duy trì được hết rồi. Thù lao lên. Làm kéo nè.
Chuyến này đi có anh Dương đi theo nữa. Mai sáng cũng có anh Dương ở câu rảnh qua đó cả nhà. Đây con cá đó mình chừa lại đi. Cá đó chừa lại đây, bỏ lên đi. Dục ba cái bãi chuối luôn. Đi ra ngoài ngoài nước. Anh Hòa với lại anh Hòa với anh Tiến trực chiến với tụi em nha. Bây giờ đâu anh Hòa. Bây giờ đốt lửa luôn nha. Wow, cây xài đằng này, cây xài của cậu quá trời bông luôn cả nhà. Gì mà tới hù đâu có thấy được đâu bông xài đâu. Quên nó tưởng nó ban ngày. Nè trời ơi. Quá trời bông luôn, cây xài nè là của mẹ ngày xưa cho cậu ương bằng trong miệng dùa cả nhà. Tính ra cũng mười mấy năm mà. Nó mới có bông nè, cây xài ngon cực kỳ trái luôn. Tính bông. Hết biết bông xài luôn nè. Đủ đợt luôn. Đủ luôn á, con này mà anh chịu đậu cái gãy nhánh luôn á. Ủa bỏ cá lên đi à, hả đốt chứ. Chưa bẻ cũ. Cắt cũ lên. Vừa thôi, hồi để thêm không. Ôi đốt con ung này nó như ung ba cái con dày luôn. Ung mũi luôn. Ung con dày luôn. Ung mũi luôn. Bỏ cá lên trước đi. Dạ ha. Để mấy cây bự bự lên cái giữa thì để cá lên mấy cây bự. Mới là nó hái queo quá trơn quá, nhánh xài nó không chữ cho mà nghe. Không, cái tới là một cái gì. Sáng nó vàng luôn. Sáng. Không mà cái xài nếu mà ngày mai chưa có thấy, khoảng chừng ngày mốt nó mới héo mình về rồi. Dạ. Đi rút quân về rồi mà. Chạy qua lẹm nó qua đây con ơi, tôi có cái hầm mới nữa nè. Rút quân về. Chứ nào nó tát hầm ngoài không có thương cho nhút. Không đâu quay lại, không đi đâu quay lại. Nhà dạ. Náp á. Lửa cháy đó. Từ nào là nó chín cái bè chuối là nó. Bè chuối là khác cá đó. Là nó chín cá đó. Mà giống như đốt lửa trại à. Ừ. Không mũi không mũi. Mũi ít quá. Ô, hồi này gặp lần có nướng phòng ăn luôn rồi. Tết rồi nè. Tết đây nó không lạnh mấy bữa nay, không lạnh mấy bữa nay. Nó lạnh rồi đốt này mà ăn cá nướng đã luôn á ta. Còn gì bằng đúng không? Rồi. Mốt. Lại đây nè, dưỡng 300 cho nó điều lên đó. Thôi là cho cháy lại gài đi. Cháy từ từ quá. Ừ, cho cháy từ từ đi. Phinh. Từ nó không tới à. Trời đâu phinh. Nửa trái đẹp không? Cả nhà. Nửa trái đậu nó hực. Đừng từ từ cho từ từ qua đây anh tính đây. Cái gì mà nó không đẹp. Ủa mà không đến đổi đâu, cái xài cao lắm. Cái gì bóc quá thì nhánh nó cũng vậy. Cái này thôi, cái này chút xíu rồi. Nãy thôi thì chích qua đây chút. À nó sập lửa xong cái nó bớt. Kéo anh chút được anh tính. Nắm ở dưới luôn á. Kéo anh á. Ừ. Đó, ok đó. Rồi. Chùm này lên trên, bỏ, này bỏ, lên trên luôn. Bỏ đây đây, bỏ đại đi chút xíu coi chùm. Bỏ chùm lên cái nó dữ lắm, nó phà lên đó. Cái trên mà, ừ. Mấy cái đầu dừa nè, nó có than luôn. Tôi cháy có than. Thôi này chắc nướng vậy chín luôn á. Chín không ta? Chín còn chín. Trái luôn chín chín gì nữa. Trời ơi, nguyên con bò mà có con tôm nữ gì. Thang. Còn bị hùi nướng luôn, thì cũng tôm nữ thang. Nước nguyên bò. Ừ, gió táp táp qua đây đi. Táp táp qua đó vô cây mai. Không sao, cây mai này không đánh đổi. Cây mai này có gì cắt ngang rồi. Mai nó qua năm nó có bông, chứ mai không có. Nào, nó đi đâu rồi. Nãy bay qua cái mai có bao nhiêu rồi. Mai đó nó rồi bao lá nó bao. Ờ lấy vô cái mai đó mày phải đặt lá cái này đâu mai ơi mô hoặc à. Nấu gì vậy? Hả? Nấu gì không mát chuối để chuối nó nóng. Đó. Ôi dạ. Đừng dùng chỗ đó. Đúng
dừa. Dừa đó uống được không? Dừa ủa? Giống trái xài vậy hả? Trái xưa đủ. À, tuyệt vời luôn ha, bữa nay đúng đời luôn á, vui nha. Ra bên này cái đất này chưa ta, lát cái trái tới giờ thiếu lửa đất đó, đất cần dằn cá bự nữa đó. Tại nó có củ cây mà. Cái này nướng cá thì anh em ngồi hủ hủy tâm sự, nói chuyện đồ lai ga là chơi nhâm nhi một hai ly rượu nha. Mai mình còn làm nữa cả nhà ơi. Làm chừng 5 ly được không? Ly một à. Ly một là đủ chết rồi cái này. Ly một làm lai gai tới 12 giờ khuya hay gì đó, 1 giờ gì đó. Anh Hoàng ngủ đi luôn anh Hoài. Trời ơi khuya chết đồ về hoài luôn đó nha. Cưới với bà xã. Về liền. Cưới về liền. Kiếm cây sao úp cái bãi chuối này lại cái được ngon lắm á. Ngồi xếp vô cho chị mở luôn hả, nướng luôn hả? Ngát thiệt á. Anh Hoàng có câu chuyện gì gửi gửi tiếu tiếu cho anh em nghe cho anh Hoàng. Được rồi, chín vô đó. Ngon nè. Thôi tính kể chị ba mà hai chút xíu đi về không có mà sợ sợ đi về dọc đường bóng đạn đứt hết luôn là lành gái hay là lành sao gái xót á. Tôi kể mà tôi sợ kể 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 lại đi nghe một hai chuyện nghe chơi. Anh kể đi cái khúc nào hồi hộp em đợn cho em đợn khúc hồi hộp. Anh Hoài nói chuyện thiếu lắm. Không, đâu có đến nỗi tới cây xài phải không? Cái chuyện thiếu lắm rồi nghe anh Hoài. Ở đâu? Hay là bác Hoa Phi gì đó? Kể chuyện nào có, mình kể cỡ chuyện á, thì em nói với anh thì cỡ chuyện ít có khi nào có chuyện kể lắm. Mình kể chuyện là tự mình như bao chuyện bắt bao phi được cũng biết hay chứ bò. Thôi, chào chào rồi. Lúc mà tắt máy nói chuyện như sáu vậy đó, người nào như người nấy, lúc mà mở máy không ai nói chuyện nhé. Phải nướng cái dừa luôn hả vậy? Nổ á, nổ á. Đâu có gì trong đó đâu. Nó cái đồ đạn vô nổ chết chết. Phải một pháo ra đó. Chở cá lại không ta? Bình. Chở cá lại hay hả? Bây giờ nóng chết sao chở nó không được. Khỏi luôn đi không anh ơi. Bể chuối tươi như vậy rồi khỏi tới. Đang ủ than đó. Đang ủ than đó. Ủ than đó. Chịu cái bẻ dừa kia qua thôi. Đẩy than lên cho cái đuôi cá lên đây nè. Bẻ nổ những cái chi chỉ nổ nè. Đây là cái bẻ dừa bè nữa nè, bẻ dừa bè. Thôi vậy chứ bẻ dừa đốt than cái lớp than. Than cực kỳ nguy hiểm luôn á. Trong bóng đêm tôi về ôm cuộc tình lẻ loi. Bây giờ nhiều trái ở đâu có giống như vừa trồng á Tú. Ôi ôi đợt này ít xỉu anh ơi, đợt này hết trái rồi mấy đợt trước cả về ốc cục nổi luôn á. Về hái cây dừa mà được có ba chứ. Đừng nhắc tới nỗi buồn của em nữa. Cái dừa đó năm 4 năm 5 của em. Sự cái dừa không có trái nào hết lấy được củ dừa tốt không kìa. Vậy đó clip là như cũng được ba mấy rồi. Động 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 bay lên đẹp hay dạng như đốt có bông. Thấy được không á? Thấy được không á? Thấy được không á? Giữ lắm ngồi vô ngay bọn luôn rồi. Nước mình cho bác có bông á. Mà cái nhà máy sản xuất pháo bông nó ngoài Bắc á, có buôn pháo bông. Vớt còn anh Tiến ơi. Đưa ra. Cá dù phi điện chính rồi đó. Ờ, được rồi, được rồi. Được rồi. Mở lần dưới luôn đi. Rồi, để im đi, để.
Ừ vậy đó, nó rút khô lại cái đó thơm dữ lắm. Cá nướng là phải lặt, là lặt lại cho cái bài kia nó xuống nó được không? Cho nó lặt luôn hả? Ừ. Tại vì cá nữa mẹ anh mình ăn chút xíu mình cũng bỏ dãy à. Ừ. Nó, vậy đợi vậy đó anh Tiến. Giao đậu hành nghe cái lỗ tai nó mất dữ hành. Thơm tiếng luôn. Lật lại. Rồi cái sống vậy sao được. Chùi cái. Không ai tước cái sống luôn đi. Để tủ lên luôn hả? Tủ lên cho nó khô. Để bài này cũng được mà. Tụi bay để làm gì đây? Cái gì mà? Nấm mở tủ lạnh đi, mai mình có làm gì mình làm xào hay gì đó, mới xào ếch. Mới xào ếch. Trời ơi, chưa đi bắt một đồ xào ếch rồi. Cái sống này có mình cuốc cái một cái chỗ trồng chưa cháy. Cuốc gì vậy? Đây là đình chỉ rồi. Cuốc mẹ ha. Té này bớt ha. Ờ, đúng rồi. Cái bự này thấy tình hình. Cái bự này phải cắt ra cho nó khô lại nữa nè. Cái bự đó giờ cắt cái đi, nghe lời tôi cắt cái đi. Mới biết đường nó chín không chín ra vậy để hồi là hồi đem lên là đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn sâu vô anh Tiến. Ừ không ngày gì kéo mới đất anh Tiến à. Nóng hành đi thì kéo rồi bị lặn á vậy kéo rồi chế gì kéo luôn rồi tưởng đồ dục bỏ chứ trời cắt tay trắng rồi nóng nó táp nóng kéo xích ra ngoài đi cắt vậy đâu ừ nó cái cộng dây bạn chưa đứt. Cái gì mà anh Tiến làm không được trời. Đó cái chuyện mà khó cá nhất này mà. Rồi. Mình bưng ra từ từ. Cá đó chín rồi đó. Nhắc cá này ra đi. Ừ. Cá này mất tiêu luôn rồi nè. Nó còn ok đó. Đó. Không mình đem cá này ra chứ. Ờ lá chuối nó còn tư là coi chừng nha. Để cho nằm ngang lại để dính cho. Trời. Nước không nè. Nó chín cái đầu rồi đó. Dùng ớp nước rồi. Đó. Vừa con cá bự đó chưa đã, chưa ăn thôi với nó nghe. Cá này nhấp luôn. Cá này về cá ép nè. Nè lấy mấy cái khe lấy cái khoang để ra đi. Chiều qua cái cho vô khoang luôn nè. Phủ lên luôn nè. Nó chín rồi đó, cá đó chín rồi đó anh nè. Đưa cây đó thăm. Thăm. Đưa cây ra. Chưa từ từ đi. Đấy luôn hay vậy? Đường cái nó lọc ra ra mà. Đó chín rồi tới. Cái chín chưa? Gấp để qua thân bờ bển. Để lên bãi chuối kìa. Cho sạch kéo dưới hồi cát không mặt không. Đó đừng kéo ra ngoài nữa nha. Kéo ra ngoài hồi lên ăn cái nấm nhắm xì à. Tại sao mà nhắm xì à? Nó đi mình á, dứt lên. Cái bẹ chuối nó hứng vô. À lò già. Đi. Vô cái tàu hầm ra. Bỏ cái mâm bớt ra. Rồi đèn đây cái bỏ cái mâm ra chút đi. Ơi là trời là... hai cây sầu đâu bông nè, ốc cục nổi luôn cái trời này không bẻ trời cậu không bẻ bán bậy đó ta ông què ông què ông chưa bẻ có cái chẻ kìa ông Khanh ông Khanh đâu có cần leo đâu cái chẻ trong này ông Khanh thật ơi kéo con Khanh ngoài ngang cái cặp à không bước lên đi trời ơi bằng đi bước Khanh ơi dính hai cái sầu râu này nói chung hồi ngày xưa ở cái đồng ở đây là toàn là nước phèn không khó trồng hai cái sầu râu này cũng của mẹ bển đem về cho cậu nè lâu lắm rồi ta mười cũng trời ơi nó không có cái gì dính chưa để nắp à hiu vậy dính cái ghế nha hai người dính cái ghế hai anh dính đó rồi không có em mới không có gì dính nè ờ không tới rồi Khanh ơi bẻ ngang nhánh luôn á biết rồi bông không à trời ơi lấy cái chĩa cũng Khanh ơi cho bẻ mấy nhánh ngon ngồi này đúng Khanh ơi
dọn lắm, sao đâu dân dẫm mà. Chào phong. Cái anh Dương. Buồn. Anh thầy coi cái này đã có tôi tự xếp đi bệnh viện. Mát hả? Đâu có, tôi làm nguyên cái tượng vậy đó, dưới khô, gỡ khô. Làm cái thằng quỷ kia nó hẹn thôi đã đợi cái nó nghỉ nó không nhậu thánh thần rồi tôi. Cái đọt này đâu anh? Trọng nè. Dở lắm cái đọt này nó ngon nè. Hả? Trọng này nó không có được. Ừ. Không. Rồi ngoài ngang gãy cái cặp liền. Đó. Ừ. Ồ, như nào đó đâu? Ngoài này đâu anh, nhóc chân ngoài này đâu anh? Ngoài nào cho học giỏi. Hả? Thẳng lên. Thẳng lên đó. Ừ. Bị thẳng lên luôn á, bẻ ngang. Dọn. Nó dùm dùm mà. Cái này là ba mấy ngàn một ký đó, ít lắm. Trời, ba mấy ngàn lắm. Ký đồng ký ba mấy ngàn đại ca. Cái lọn của chút xíu rồi bán tôi 12 ngàn có mấy bọc. Cái đó dạo Phan ơi, cánh ngoài đâu Phan ơi. Ngoài đó. Ừ. Trời ơi trời bông. Trời bông khủng khiếp bông luôn trời. Dạ, ô Phan rồi mấy cái nhánh trắng trắng, bông trắng trắng này nè Phan, nó đẹp, nó ngon nè. Ngay cái chĩa đi lên luôn đó. Ừ. Mạnh đó, thấy không? Đơn giản. Mời anh hai bẻ đem về ăn anh hai. Nè, nè ông Khanh. Nghe cái đọt này nè. Đi thẳng lên mấy cái tược đó. Ừ. Ghim vô cái bực là bẻ lụm đi. Thay bởi ghim vừa. Thay bởi quá. Cái tược bên đây. Bỏ tược đó qua tược bên đây. Vô rồi. Được chưa? Tự bên đây đâu, nó bên cho phải nè. Trời ơi. Nó đó đang. Ừ. Đó. Hả? Để nó đang rồi. Cái bông mè. Trời ơi, hàng khối cây này có ngàn bông hơn như bông Tết luôn. Dạ Tú. Dạ. Để vừa ăn đọt nó nữa được rồi. Dạ, dạ. Đọt nó nữa được anh. Ok. Được rồi, thôi được rồi. Được rồi, bỏ đi. Đủ rồi. Đủ rồi. Vô. Đủ rồi, nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều rồi. Bông đã. Ừ. Vừa ăn thấy ghê ha. Ừ. Quá đã. Trời ơi đây nè anh Dương ơi, mời bẻ anh Dương ơi. Sao bóc quà? Thơm, quá thơm rồi. Thử đi. Ok phải không? Mềm chưa? Nóng nha. Chín nó trơn anh ơi. Trời ơi, chín hết rồi, chín rồi. Chín rồi. Chín rồi. Bắt quà, bắt quà. Đi con. Nhắn dở. Nhắn dở lên, bắt quà con. Nghe nghĩa chưa khoan con. Chưa. Đưa bắt quà. Rồi, lại coi hỗ trợ con cá này vào luôn đi, Út Khanh ơi. Để cởi lại cái gì? Vừa, nhẹ nhẹ anh rồi. Ừ, không á. Cho nó là cái lưng á. Chút nữa ha. Ừ, chút. Ok anh. Ok hả anh quả? Ok. Ok, bưng vô đi anh. Bưng vô nha. Bưng vô luôn đi, bưng vô trống sáng mình dễ mà ăn. Ừ. Vô rồi cả nhà ơi. Xong rồi nghe mấy anh ơi. Quá ngon cả nhà ơi. Nghe. Nó ở ngoài nó lọc ra. Thổi lên ngùng ngút luôn nha. Ôi. Trên có một con. Dạ, nè, 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 nè. Rất là ngon, cả nhà ơi. Anh em sẽ lột dãy ra hết rồi đây. Cá ngon cực kỳ luôn nguyên cả nhà ơi. Cá này là con cá é. Con cá lóc. Chấm nước tương hay gì. Cá này thì con cá lóc. Cá. Đây thì con cá tê phi, du phi. Cá phi. Cá là cá của mình đó. Cá phi lê. Cái này cũng như là đắp mộ cuộc tình cho mấy con cá nè. Cá đắp bông sò đâu. Ủa mà anh ơi, cái đắp đường cũng ngoài cỏ. Nó rất là ngon nha cả nhà. Vô lên hai vô đi Dũng ơi. Bánh tráng Mỹ Thò.
Mở sáo xuống ngồi ăn chơi nè. Bếp củ chi. Mũi thò. Mũi thò. Thôi em cũng mời cả nhà cùng nướng thức ăn cá nướng phia với anh em nha. Bóng à. Dừng ba em xuống chạy. Mệt buồn ngủ. Cá lóc bông lên thưởng thức rồi cá lóc bông rồi với người ta miếng đi về xuống ngầm giảm cũng được vậy. Mời cả nhà cùng nướng thức. Mời mời mời. Bông nướng. Mời cái dối vô cọc để thường gấp cho cộng 6 cái đây. Gấp đầu. Hả? Trời ơi, cái đầu ăn cho được ăn cho hết. Chết luôn rồi. Ăn cái trong góc cái đầu không? Đó không cố con á. Là ông nữa nó nhỏ là không được quyền ăn đầu với cái ruột. Ừ, cái đó là cũng như là ăn để ngoài đi. Để ngoài đi gấp cho cậu Sáu cái ruột đi. Bà tử trước đi, cho ông ăn thịt đầu chút xíu, cho ông ăn đầu. Cái đầu không hồi cái ổng nó thôi nghỉ đi. Đây nè, cháu tao rồi. Nghỉ đi về đi ơi. Anh tính 2, 3, vô. Anh tính rồi xích vô coi. Không có thấy mặt anh tính. Ừ. Gấp biết rồi. Trời ơi làm anh không gấp rồi ta. Trời ơi gù mình hấp ngâm cái hổ gì quá trời khè. Đắng dữ ta cái la này đắng dữ ta. Ừ. Đắng mà cái hậu ngọt. Kê đó anh phải kẹp vô cá vô. Anh nhai nhai từ 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 mới thì đắng nha. Một hồi nó có cái hậu ngọt. Mới đầu nhai đắng ha, cái hồi nốt vô đắng nữa. Giống như uống nước trà vậy ha. Dạ. Mà nó mà héo á, lấy nước sôi mình á, nước cơm mình á, trộn vô cơm á. Ờ, mình ăn không á. Để xương. Dương ba không xuống làm miếng đi Dương ba. Tới rồi. Ngồi cho nó có tủ rồi các bạn. Ừ, để rồi. Ngồi có tủ rồi. Ngồi có tủ rồi chơi với anh em rồi. Không nhậu mà ăn. Con con cả héo. Đó là nướng cái kia nó là biến lắm, nó chịu kiếm rơm gì á, hai nướng thì không vô cái nó tôi giống tía tôi bợ cái đồng cái ruột để vô nè ông nói trời ơi có không muốn trầu với nó hà cho nó bữa đi dân câu mà cua nó cũng là dài ở nó là cá lóc nó ngò hèn hạ như ngon quá là dài nè còn nhát tốt nó còn chua cũng bợ cái đầu nữa nó xui giống tía tôi bợ để vô cái chén nó nữa mũi cắn cái ổng nói tao cũng giống tía tao cũng xô xuồng ngang đập cái bộ ba hàng ép cái xuồng lại rõ làm lập chú tài thì nói sao không dám ăn đầu cái ruột nữa còn hết giống giống tía luôn. Còn cái vụ mà cái vụ cá này em cũng kể cho cả nhà nghe xúc khúc nha. Thì cũng như cái hoàn cảnh cũng như anh Hòa kể mà nhưng thằng này nó cũng làm biến lắm mà mỗi lần mà mặn con cá lóc bự hay nướng chui gì đó là lên là nó chơi cái ruột trước à. Ông này cũng tức qua bữa đó ông cũng bắt được con cá hồi đó cá dữ lắm, con cũng cần cá cũng cần nửa ký nha. Ông gì ông mặn ra ông nhét ba ớt hiểm vô đó đó anh Hòa. Nhét vô trong đó đó một ruột cái trong đó đó. Mới nướng xong rồi mới cái bài nhậu mới lên cái mâm vót đi rồi đầu tiên là nó nó quất cái vột cài. Quất cái vột cài nó đưa vô nó họng nó cắn nó nhai một cái dính ớt cài nó nhả ra nó mày nuốt luôn nha. À. Mày nhả ra tao giọng mày gãy răng liền đó, đâu dám nhả đâu. Dán nhai nuốt vô. Dán chịu chứ. Dán chịu. Từ đó sao tưởng tưởng không tưởng cha. Làm miếng đông bông á. Dạ. Dạ. Làm miếng nè. Làm đi anh. Dạ. Trời ơi, thử làm đi mà chút xíu em vô em nhậu sao. Dạ. Trời ơi, ngại quá. Cái bốc đại. Ngon quá trời. Em mời cả nhà luôn nha. Mặn trong luôn á. Quá mà qua đến cả miếng gì quá. Thì Việt Nam ăn cá lóc bông nè anh Trung ơi. Mà miếng cá đã luôn nè, mời anh Trung nha. Đi dễ đâu có thua cá mình đâu, cá này ngon. Cá tự nhiên mà. Cái này dài lắm, chẳng có lóc mình đâu lại cái này đâu anh Hòa, hay con thử luôn á. Tính là nó cũng hơn năm nữa. Dài luôn á. Hôm nay tháng này, từ thả hôm nay tháng là tháng 3, tháng 4 gì đó. Thì cái hầm có rồi mới thả ha, không có lâu rồi mới thả cái lóc ha. Cái hầm thì tới 2 năm rồi. Cái hầm lâu rồi, còn cá này mới thả hôm tháng 3, tháng 4 rồi. Dạ. Cũng vậy là tính ra cá này cũng 8-9 tháng rồi. Dài 8 tháng.
quanh quanh góc ruộng nội thịt phi rô phi hả đó các cái ép đàn cái rô phi đây nè rô phi là nó nhìn ra thịt nó dễ biết nhất nè cái ép nó lẩm dẩm như thịt ăn ngọt lắm nó vàng vàng nữa nè ngọt lắm ba mà loại thịt nè cái ép nó ba loại thịt nè cái ép nướng ngon nhất trong cái tàu cái mâm này là ba loại thịt mà nhưng có một con thứ cá ba loại thịt mà có một tiếng kêu cá nằm nó được kéo gió này nè mà không dễ được không vàng tú nó kẹo kẹo mới lại cái nhỏ nó cài cái đã luôn sô ghe nó không giật máy không chạy cài thơm không có rồi nằm mình rồi tôi mới cắt cái gió rồi muốn lột ra lột môi luôn rồi khoảng gần 20 con cá ngừ thôi đó rồi trong cái gió nó mới phóng rồi nè rồi tôi còn kéo ghiếc lên nặng mình coi bắt được là con cá ngừ là nó lạ đó đúng rồi không phóng nào mà con nào không mấy như cái gối nào của mình á cái ông quẹo lại ông chạy tới thuốc mình kia cái bắt đầu ông tắt máy ông quẹo lại đứng nó trời ông nội này cá đang chạy chạy đâu chạy mẹ rồi đó mình kéo ông quẹo cái ghe lại là cái gió thương được nó còn làm gì vậy để tôi ghé rồi tôi bắt hai con cá của cậu được còn to được hai con cá nữa cái ngựa nó ngoài biển rồi cái ngựa ở đây chứ cái ngựa đu đỏ mà nó có cái sọc trên giữa chỗ này nó mở cái cọng dây ghe nó thọt rồi đó tôi nói con cá là như cái gối mình nằm vậy đó hai con cá ngựa không cọt chứ ngoài cá ngựa ba mét là bình thường chứ ngoài cá ngựa giống như ngoài biển cao hơn cá ngựa mà hết cho tới độ cao nó là hai mét mấy ba mét là chuyện bình thường bay lên nè trắng ngựa mà đá ngựa luôn mà trắng trắng giống như cá to vậy đó mà cái kỳ rồi nó đã đỏ cái chưa mà cá ngựa đó ta dụ đó với cái chày đó cậu cái mương vậy nè cái nước lớn á nó ra lấy đầm răng ngang nè cá nhiều nhiều chứ cũng không lợi bên đây anh ơi bên đây đó cá dữ cực kỳ lắm lắm cá nhiều thôi vô cái mời cả nhà cái coi vô một hai ba vô không tiếng cả đâu uống đâu đọc ba cái thì có ngủ mà mũi cắn thì không hay này ngon mình mới lấy cái mồm ra mà biết thôi em cũng giờ cũng khuya cả nhà ơi nói chuyện anh em mà nói chuyện làm lưng xương nhậu nói chuyện nhỏ nhỏ nghe chơi mà ở đây trong đồng cũng thương thương cả nhà chứ không phải như ở thành phố làm bảy mấy chai nấu canh mua mấy chai bốn chai mà nhắm uống hết hả uống hết để nhắm giấm uống hết bốn chai này mai còn cá nữa cặn lắm nghe mai còn mình còn thác cái hầm ở đó nghe rồi cá uống hết thì rồi mới qua cái ngày đầu tiên với cái đêm đầu tiên thôi mà anh em dạo cũng thấy cũng sương sương cũng thấy ngon quá im cả nhà ơi nếu cả nhà có thích thì cả nhà nhớ vô đăng ký bên Tú Bắt Trước Bắt Chuột luôn nha cả nhà ơi cho cuối năm hoặc là sang năm mới anh em sẽ có cái sự động lực mạnh hơn nữa nha cả nhà em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều thôi giờ cũng khuya em cũng chúc cả nhà có một buổi tối ngon giấc bên gia đình và người thân nha cả nhà ơi bye bye cả nhà bye bye anh em bye bye.